là cái con tụ định tần. Thì con này đầu tiên ấy, con điện trở dương ấy, nó sẽ được đầu tiên nó đi từ cái dương tụ này, nó được chạy vô cái con điện giác này. Thì đầu tiên ấy, nó sẽ được nạp cái tụ này. Đấy, đầu tiên nó sẽ được nạp cho cái con tụ này, nạp trước. Thì khi nạp con tụ này nó đầy rồi ấy, bắt đầu con tụ này nó mới phóng điện qua con điện giác này, thì nó mới dẫn cho cái con SR này, nó định tần, nó định tần cho SR này. Ok chào em nhé, hôm nay thì mình mới gặp được một con máy cũng lâu đây. Thì con này là con máy của bên mình làm nhé. Đấy, hôm nay lại gặp khách quen em mà. Thì anh này là máy của anh Sa nhé. Đó, hôm nay là gặp đúng là con máy quen luôn. Rồi, đây, đúng là con máy hồi xưa này. Hồi xưa là mình còn khắc cái tên KSD này. Đấy, ok. Thì con này là con bộ phết lớn. Thì cái dòng mà mình xài hộp to này thì mình làm cũng lâu rồi. Đó, mình làm cũng lâu rồi, chắc phải tầm hơn năm rồi, nhưng mà hơn năm rồi thì mình làm cái, thì nói chung là mình làm máy ấy, thì nói chung là nó cũng lâu mà, nhưng mà mình mới hoạt động trở lại thời gian đây là nó khoảng tầm hơn năm nhé, hơn năm đó là mình bắt đầu là mình làm lại. Ok, mình làm lại cái mới ấy. Cái này mình làm cũng phải tầm lâu ấy, nhưng mà mình bắt đầu là làm nhiều ở gần đây là khoảng tầm hơn năm. Và cũng dạo này thì mình cũng ít đăng bán máy luôn đó, đa số là mình sửa nhá, còn bán máy thì chắc là thời gian sau thì mình sẽ làm lại. Ok, thì cái con này là con bố phết lớn nhá. Ui dồi, hồi xưa là làm là còn đi phay cả mấy cái dấu volume này, thấy không? Đấy, đây, đúng là con máy hồi xưa luôn. Rồi, thì con là con của anh xe nhá. Con này thì anh này đánh cũng lâu rồi mà, đánh cũng lâu rồi. Đấy, thì chắc là mua khoảng tầm thời điểm hơn năm rồi. Thì hôm nay là máy nó trục trặc, thế nên là khách gửi cho mình để mình sửa nhé. Đấy, còn về bảo hành ấy, thì chắc như là con này nó hết rồi, hết lâu rồi. Đấy, thì hôm nay chỉ gửi là chỉ trong cái tư cách là đi sửa thôi, chứ không phải là bảo hành nhé. Đấy, nói chung là vẫn nhận, đấy, vẫn ok cho anh em luôn, em hoàn toàn yên tâm nhé. Đấy, cho em xem bên trong con 4 phết lớn phiên bản cũ nhé. Đấy, rồi đây thì đây là con 4 phết lớn mà cái phiên bản hồi xưa đây mình làm đây. Thì bây giờ thì mình làm là 4 phết lớn là cái phiên bản là hộp nhỏ, hộp 165 hay gì, hộp nhỏ ấy, nhưng mà con này là con hộp 200 này, nhìn nó to hơn nhá. Đấy, rồi công suất vẫn là 4 phết lớn. Nói chung là cái con này hồi xưa mình làm ấy, nói chung là mình luôn quan tâm đến cái gọi như là cái an toàn, cho nên là bất kỳ cái gì mình đều có gen nhé, mình đều có gen hết để mà máy nó không bị chạm chập, cũng như là nó không gây ra cái nguy hiểm cho khách nhé. Ok, đây cho em xem. Rồi, đây phét thì vẫn là bình thường nhá, không hề cháy nhá. Đấy, hồi xưa làm phét là còn bôi cả cái keo tản nhiệt này này, thấy không? Này, bên trong là cái keo tản nhiệt này, đấy, an toàn cỡ này nhá, bên trong là cái keo tản nhiệt này. Đấy, rồi thứ hai nữa là có cả cái con tụ chống quá tải này. Đấy, hồi xưa là vẫn có cái con tụ chống quá tải nhá. Đấy, tụ nguồn là cái con tụ Hàn Quốc này, tụ là tụ Hàn Quốc nhá. Con này là mình nghĩ là cũng chưa từng qua sửa chữa đâu. Đấy, chưa từng qua sửa chữa đâu, máy cũng bụi khá là nhiều này. Đấy, rồi tụ băm là tụ CBB này. Đấy, tụ này thì giá khá là cao nhá. Rồi, đó, còn về những cái phần dây rợ thì mình cũng đều có một cái lớp gen để mà cách điện này. Đó, rồi đây hồi xưa làm là có cả cái cuộn chống sốc SR này, nói chung là nó cũng khá là nhiều ấy. Rồi thì mình đã tháo tung cái máy này nhá. Hôm nay thì mình cũng hướng dẫn cho anh em sửa một tí nhá. Đó, chứ không mà như em bảo là ủa sao có hết video mà không biết sửa thì nó cũng hơi buồn cười em ạ. Đó, thì tại vì là do điện thoại mình nó quá nhiều video cho nên mình cũng hạn chế quay dài lại. Rồi thì như con này là khách báo là máy không băm, tức là không có tiếng kêu, quạt chạy mà không có tiếng kêu ấy. Ok, thì bắt đầu mình sẽ kiểm tra phần băm. Thì cái đầu tiên mà anh em cần kiểm tra đó chính là SCR, tụ băm và quạt cảm. Bởi vì ba con này khi chết thì là máy nó sẽ dính thẳng. Đó, máy nó dính thẳng hoặc là máy nó sẽ không băm. Ok, không có điện ra. Rồi, thì mà cho mình thắng đo nhân 10k nhá. Đó. Thì đầu tiên mình sẽ kiểm tra con SCR trước. Ok, mình sẽ đo chân đây này, đo thông mạch nhé. Mình đo chân 1-2. À, thấy không? Đấy, kim nó lên và kim nó đi về thì chứng tỏ rằng thứ nhất là
SCR này nó không dính thẳng thì kim đi lên và đi kim đi về, tức là kim đi lên đi về. Và cái trường hợp mà kim đi lên và kim đi về nó chính là cái trường hợp nạp xẻo của cái con tụ băm này đó, của cái con tụ băm này. Ok rồi, còn cái con tụ băm này thì nó nối tiếp với cộng cảm thì mình xác định luôn là ba con này đều còn ok hết, tức là còn chạy hết, là SCR và cộng cảm và cộng tụ băm là đều còn ok hết đó. Rồi còn trường hợp mà em đo mà kim đi full lên luôn ấy là máy chết SCR, còn mà kim không lên là một là do cái con tụ băm này nó bị chết hoặc là do đứt cộng cảm đó. Đó là cái trường hợp mà phân biệt các kiểu linh kiện nhé. Rồi đây, giờ khi mình đo như vậy đó, kim đi lên và kim đi về rồi trên 1.3 này, à em thấy không, này đây này thấy không đấy, trên 1.3 SCR hoàn toàn là không thông đấy, hoàn toàn là không thông thì xác định luôn là con này bị chết SCR nó. Ok rồi, mình nói đã luôn nhé, là cái trường hợp xác định đầu tiên này, mình xác định linh kiện này đầu tiên là đo trên 1.2 đó, kim đi lên và kim đi về chứng tỏ rằng là con tụ băm này và con cuộn cảm này còn ok, còn sống nghe răng luôn nó. Rồi thì đó là mình đã xác định được là 50% là SR là còn sống. Tiếp theo nữa mình sẽ đo chân 1.3. Chân 1.3 mà đo không lên kim thì là SR này chính xác luôn là chết. Đấy là chết, tức là nó chết chân điều khiển ấy em, chân G ấy. Tức là nó sẽ là K, A, G. Chân G chính là cái chân điều khiển thì là đo không lên kim là chết nhé. Đấy, đo không lên kim là chết này. Đó. Ok chưa? Đó là cách xác định là lẹ nhất. Rồi đây, mình cho anh em xem một cái con SR mới nhé. Đấy, hôm nay là đúng là hướng dẫn anh em đọc hàng nha, chứ không có phải là nói lung tung nha, không anh em là vô nói tôi đấy. Đây là con máy SR mà còn sống đàng hoàng đấy, còn sống như răng luôn, mới tự sinh ra luôn. Ok rồi, giờ anh đo này, trên đầu tiên là trên 1.2 này đấy, chắc chắn là không lên kim đúng không, đấy chắc chắn là không lên kim. Rồi tiếp theo là trên 1.3 này, 1.3 thì lên kim đúng không, đấy 1.3 thì lên kim này đó, đây 1.3 lên kim này thấy không, thì con này là con còn sống. Còn cái con trong này mình đo này, đấy 1.3 này không lên kim này, thì con trong này là con bị đứt nhá, đấy bị đứt luôn rồi, đứt ngang rồi thì nó hoàn toàn là không có băm nữa đấy, không băm nữa, tức là máy không có điện ra, máy không có điện ra, đó là xác định nhá. Nó thì nó xảy ra trường hợp là một là máy dính thẳng, hai là máy không điện ra, thì con này là thuộc trường hợp là máy không có điện ra luôn đó, do cái con này nó không còn dẫn nữa, đây này không dẫn nữa. Rồi và trường hợp thứ hai nữa là cái trường hợp mà ví dụ đi là máy nó sẽ có hiện tượng là bị dính thẳng. Dính thẳng thì thường là do một là chết tụ băm, hai là chết cuộn cảm, ba là chết SR, bốn là do chết cái con DX, năm là do chết cái con tụ 04. Thì DX thì khi mà nó dính thẳng thì tất nhiên là nó sẽ không còn hiện tượng là bị cách ly điện áp nữa. Tức là con DV3 ấy, thì thông thường là điện áp trên 30V thì nó mới dấn. Thì khi mà nó dấn thẳng rồi thì nó không còn là bị cách ly nữa, tất nhiên là nó sẽ dấn thẳng luôn, là nó sẽ là máy bị dính thẳng luôn, không còn hiện tượng là bị nạp xẻ nữa, tức là nó sẽ không phân tần cho cái con SR nữa đó, nó sẽ không còn được là cái định tần cho SR nữa, thì là máy nó sẽ bị dính thẳng luôn, hoặc là cho cái con 104. Con tụ 104 ấy, đó là cái con tụ định tần cho SR đó, đây con tụ đây là cái con tụ định tần. Thì con này đầu tiên ấy con điện trở dương ấy nó sẽ được đầu tiên nó đi từ cái dương tụ này, nó được chạy vô cái con DX này, thì đầu tiên ấy nó sẽ được nạp con tụ này đấy, đầu tiên nó sẽ được nạp cho cái con tụ này nạp trước. Thì khi nạp con tụ này nó đầy rồi ấy, bắt đầu con tụ này nó mới phóng điện qua con DX này, thì nó mới dẫn vô cái con SR này để nó định tần, nó định tần cho SR này. Ok thì trường hợp cái con này nó chết thì là cái dòng dương ấy nó không còn được dẫn cho con tụ này nữa, và nó được xả thẳng vô cái con DX luôn, thì lúc này máy nó sẽ bị dẫn thẳng đấy, máy nó sẽ bị dẫn thẳng. Ok rồi, đó là mình cách mình phân biệt nguyên lý cũng như là bệnh của máy phần băm, tức là của phần băm ấy. Ok rồi, thì vậy là con này mình xác định là con này là bị chết SCR. Ok đó, rồi bây giờ thì mình chỉ cần là mình tiến hành mình thay thế là xong. Đơn giản không, quá đơn giản luôn đó. Rồi và giá cao hay không ấy, đó chính là cái giá cao anh em đấy, đó chính là cái giá cao đấy. Ok thì sau cái video này thì mình mong là nhiều ông sẽ không còn cái suy nghĩ nữa là tại sao máy sửa có tí mà giá lại cao. Ok nói quan trọng là mình xác định như vậy ấy, mình xác định xem là con nào nó hư ấy. Ok đó mới là cái quan trọng.
Rồi, ok chưa? Nói chung là cái này là cái phần đơn giản thôi, còn nhiều phần nó phức tạp hơn thôi. Còn nhiều phần nó phức tạp hơn. Đó, nhưng mà mình cứ có cái kinh nghiệm và ok, tay nghề là sửa được hết à. Đây. Con này keo vẫn còn là cái keo tản nhiệt này. Nói chung là hồi xưa cũng dạng như là bền phết đấy nha bạn. Thì đó chỉ là cách mình xử lý phần băm thôi, còn nó có nhiều bệnh ấy, nó phức tạp hơn, thì tất nhiên là phức tạp hơn thì giá nó cao hơn. Mình càng dùng nhiều tay chân, mình càng dùng nhiều cái não ấy, tất nhiên là giá phải cao hơn rồi. Đó, rồi bây giờ mình tới đây thì bây giờ mình sẽ thử máy xem chạy nhá. Thôi nói chung là đóng hộp vô đề đi đúng không? Như vậy là xác định luôn là chạy rồi chứ cần gì phải thử đúng không? Đấy, đóng hộp vô luôn cho nhanh. Rồi, cái hộp này mình sẽ đi vệ sinh sơ qua cho nó sạch sẽ nhé, cho nó đỡ bụi nhé. Rồi đây mà vừa lắp xong cái máy vô này, ok nó chạy nhá, lắp xong chạy nhá, nhưng mà nó bị lỗi phần trộn này mà. Đây con này lắp xong vô chạy hết rồi nhá, nhưng mà phần trộn bị lỗi giờ nãy không kiểm tra phần trộn nhá, giờ là phải tháo ra đây nha mà. Đấy, nhưng mà mình nói chung là lắp vô chạy ok rồi. Đấy, xác định là chính xác là chết SR rồi. Thì phần trộn lỗi thì vẫn tháo ra để fit thôi. Đấy, vẫn tháo ra để fit cho khách nhé. Đấy, nói chung là cái máy của mình ấy thì có thể nhiều bác ấy tháo sẽ rất là khó. Thứ hai là nó tháo nó phức tạp. Đó, nhưng mà đối với mình ấy, mình tháo cái máy của mình ấy nó quen rồi cho nên rất là dễ. Đấy, mình không có ngại tháo nhé. Còn những cái con máy khác mình gặp vô ấy, mình rất là ngại tháo. Đấy, con của mình là tuy là dây mình đi là đi liền hộp này. Đấy, nhưng mà mình tháo ra nó cũng chẳng có gì phức tạp nhé. Đấy, tháo quen rồi. Con này nói chung là chết thì mình cứ thế mà tính tiền thôi em ơi. Đấy, rồi ok thì đầu tiên anh kiểm tra cái phần trộn thì nó xuất hai trường hợp, một là IC nó đưa xung ra nhưng mà khi mà qua ô tô quang ấy nó chết đấy thì là nó sẽ không trộn. Đấy, hai là bị chết cái phần trộn, nó chết IC hoặc là chốt chết những gì xung quanh. Thì thường thì em trước khi em tháo ra em nên thay IC trước nhá. Đó, thì sau khi mình thay IC xong mà nó không chạy ấy, thì mình bắt đầu mình tháo ra để mình kiểm tra những linh kiện xung quanh. Rồi đầu tiên là mình sẽ kiểm tra con ô tô quang này. Rồi thì ô tô này mình kiểm tra đồng hồ ấy, thì mình sẽ kiểm tra chân 1 2 nhé, tất tất là cái chân đèn, nó gọi ô tô quang chính là cái con ô tô sử dụng cái ánh sáng quang ấy. Đây chân 1 2 này, chân 1 2 ô tô chính là cái chân bóng đèn này, đó gọi là chân quang này. Thì mình sẽ đo nhá, thì nó là cái quang giống như kiểu là đo diode ấy, một chiều lên một chiều không. Tại thực tế là bóng đèn led nó cũng là một cái dạng là diode này, gọi là diode phát quang ấy. Ok, đấy, thì mình sẽ kiểm tra con ô tô quang nhé. Đây một chiều lên này. Đấy rồi mình sẽ rút rút IC nhé, mình tháo IC ra để mình kiểm tra cho nó không bị nhiễu chân nhé. Đó, đây rồi mình sẽ đo lại cái chân 1 2 của con ô tô quang này. Đây anh em xem đồng hồ nhé. Ô tô quang thì mình đo là giống như kiểu có đeo đo diode thôi, tại thực tế nó là một con diode phát quang mà. Đây rồi thì một chân không lên này, một chân không lên nhé, bộ ấy là tức là một chiều không lên này. Rồi chiều còn lại lên kim là con về cái phần chân 1 2, tức là cái phần con led phát quang ấy là nó còn sống. Rồi còn chân 3 4 để kiểm tra thì mình bắt buộc là phải có thiết bị tin dụng, hoặc là mình sẽ kiểm tra để mà khi mà thử mạch thì kiểm tra nhé. Thì vẫn có cũng có thể cái chân 3 4 này nó đứt thì mình không thể kiểm tra đồng hồ được. Đấy, mình không thể kiểm tra đồng hồ được thì bắt buộc là mình giờ mình sẽ kiểm tra những con linh kiện ở xung quanh này. Đầu tiên mình sẽ kiểm tra đến cái nguồn cấp nhé. Ok, thì cái nguồn cấp này em để ý nhé. Chân mình sẽ đo cái phần đi hút nguồn cho con ấy này. Đây thì đây là con đi hút cấp nguồn cho cái phần trộn này. Đó, mình sẽ kiểm tra cái con đi hút cấp nguồn này. Đó rồi
Kiểm tra diode thì mình nên bật về thang đo khoảng tầm x10 nhé. Đấy, x10 cho nó chính xác. Ok rồi, đầu tiên là mình kiểm tra con diode cấp nguồn này. À, một chiều lên này. Rồi, một chiều lên và một chiều không là cái con diode cấp nguồn cho phần chỗ này nó còn ok này. Đó. Thì tiếp theo là mình sẽ kiểm tra đến cái đầu tiên là mình xác định con ô tô quang này nó là một nửa sống nhé, một nửa sống. Ok. Rồi, tiếp theo là mình xác định nguồn là có nguồn này. Đó. Rồi. Và tiếp theo nữa là mình sẽ đo đến phần tụ hoặc là chợ. Đầu tiên là cái con tụ, ở đây nó sẽ hai con tụ, một con lọc nguồn và một con định tần. Đó. Thì cái con dung lượng nhỏ đó là cái con định tần nhá, ở đây. Cho em xem nhá. Đây. Thì cái con 10mm này chính là cái con định tần cho cái con IC3.5. Rồi. Mình sẽ kiểm tra cái con định tần nhá. Thì để kiểm tra định tần ấy mình sẽ bật lên thang đo x10 để mình kiểm tra cái tần cái khả năng nạp xẻ nhá. Ok. Rồi. Đây này. Đấy. Thì kim lên và kim về này là chứng tỏ rằng cái con tụ này nó vẫn còn sống. Ok. Vẫn còn sống. Cái con tụ nguồn thì mình có thể bỏ qua nhá. Con tụ nguồn thì mình có thể bỏ qua bởi vì nó sống chết thì nó vẫn chạy thôi. Nhưng mà nó chết thì IC chạy nó sẽ không ổn định. Đấy, nó sẽ không ổn định. Rồi. Tiếp theo là một cái con tụ dập xung 104 này. Đây, con tụ 104 thì mình kiểm tra kim lên vậy là ok nhá. Đấy là con sống này. Đó. Rồi, thì sau khi mình xác định tụ nó sống hết nhé, ok. Thì mình sẽ kiểm tra đến cái con điện trở. Thì để mà kiểm tra điện trở anh em, nếu mà em không đọc quen đồng hồ kim ấy, mình cũng ít khi đo điện trở đồng hồ kim đấy, tại vì nó hiện số nhìn nó lâu nhưng mà mình chỉ kê bằng đồng hồ điện tử này. Đó. Ok. Rồi. Thì đầu tiên mình sẽ kiểm tra cái con trở 10kg để đi cái phần volume này. Đấy. Ok. Thì nó là 9kg nhá. Đây 9kg là ok này. Đó. Rồi, tiếp theo là cái con trở 1kg này. Rồi, một đây. 1,2kg này, ok này. Rồi. Tiếp theo là con trở hạn dòng cho con ô tô quang từ chân 3IC đi ra ô tô quang này. Đó, là con trở này đây. Đây là cái con trở hạn dòng nhé. Rồi, 1,2kg này, ok này. Đó. Rồi, tiếp theo con trở được đi từ chân chân ra ô tô quang này, đi vào phần SR này. Đây nhá, thì con trở này là con trở 100 ô thì mình đo thì được cái đồng hồ này. Đây. Đo thì nó sẽ bị thông mạch này, đó ok. Đó, rồi, thì con trở này còn sống nhá. Đó. Rồi ok. Thì sau khi mình xác định tất cả những con linh kiện xung quanh hoặc là những gọi là những cái con điều kiện ấy thì tất cả nó đều còn sống thì lúc này thì là nó bị 99% là bị chết ô tô quang. Đấy, tức là bị chết trên 3-4 ấy. Ok. Rồi. Hoặc là để mà nếu mà anh em xác định thêm thì chỉ là cấp nguồn cho IC rồi sau đó anh em đo cái điện áp ở chân thứ ba, nếu như mà điện áp ở chân thứ ba nó có tần số hoặc là nó có điện áp thì là con IC còn sống thì là xác định là con ô tô quang chết, còn không thì mình phải đè mình thay luôn, nó đè mình thay luôn. Ok. Rồi, đó là những cách kiểm tra để mình xác định lỗi nhé. Đó. Rồi thì con này là khả năng cao là bị chết ô tô nhé. Thì ô tô thì mình đo chân 1-2 tức là cái chân led phát quang ấy thì nó còn sống, ok. Còn cái chân mà dẫn ấy, chân 3-4 ấy thì là khả năng đứt nhé. Chân 3-4 thì mình phải có cái thiết bị kiểm tra hoặc là mình tháo ra mình thay lại là ok, là có thể kiểm tra được. Còn nếu mà mình không có thiết bị kiểm tra thì để mà đo chân 3-4 ấy mình phải kích cho ô tô quang nó chạy, tức là mình kích nguồn vô cái chân 1-2 cho led phát quang nó sáng, nó dẫn thì nó làm cho chân 3-4 nó dẫn thì ok, thì có thể mình đo được. Còn ngoài ra nếu mình không cấp nguồn ấy thì mình không thể nào đo được trên 3-4. Ok. Đó. Rồi, bây giờ mình test thử xem là nó cất tiếng khóc trả đời nhá. Đây, thử nhá. Rồi, ok. Trộn ngon lành nhá. Rồi, ok, thì trộn băm là chạy ok nhá. Đó, bây giờ vô hộp rồi đi đóng hàng gửi cho khách nhá. Khách này gửi cũng lâu rồi nhá. Ok.